Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được kính chúc quý vị luôn bình an, may mắn, phát tài, phát lộc. Quý anh chị và các bạn thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng Hợi không chỉ là một trong những con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Hợi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Những người Tân Hợi sinh năm 1971 thì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Hôm nay, trong chuyên mục Tử Vi Phương Đông năm 2021 của 12 con giáp, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của người Tân Hợi sinh năm 1971 vào năm Tân Sửu 2021 này. Trong năm tới đây thì vận trình, công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở gì hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ hơn được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ có tài lộc bình thường vào năm 2021. Trong sự nghiệp nói chung thì mọi thứ sẽ trơn tru và ổn định. Tất cả đều có thể làm bạn giữ trạng thái hiện tại và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tài lộc thì bạn có thu nhập ít hơn, vì vậy nên tiết kiệm tiền và cũng có một số nhu cầu bất ngờ. Đối với sức khỏe thì sẽ trở nên ít mạnh mẽ, tốt hơn thì nên chơi thể thao và kiểm tra sức khỏe thể chất thường xuyên. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ có được tình yêu hạnh phúc vào năm 2021. Mặc dù có nhiều thăng trầm hoặc rắc rối trong công việc và cuộc sống, bạn đời của bạn sẽ đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi. Trong năm 2021 này, thì tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 gặp cục diện tương phá ngũ hành với Thái Tuế, hạn Thái Tuế lơ lửng trên đầu. Vì thế, nên bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Tân Sửu của mệnh chủ không được mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hậu thấm hô hấp cần phải lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên khi vướng phải rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế có tác dụng hóa giải xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì sao có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh sẽ trở nên đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý với mình ở những nơi như là quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của mệnh chủ có thể phát triển nhanh chóng nhưng cần phải biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo theo chính mình và rắc rối. Tử vi của 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp phải rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tửu sắc thị phi. Nếu không biết kiềm chế ham muốn không chính đáng của mình, dễ vướng vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình đang có. Năm Tân Sửu 2021 thì tuổi Tân Hợi 1971 phải đối mặt với cục diện ngũ hành tương phá, Sửu Thổ làm giảm nguồn sức mạnh của Hợi Thủy mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh này không được thuận lợi trong công việc. Mệnh chủ dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến cho mọi chuyện không yên ổn, bản tính bốc đồng lơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Bản mệnh sẽ phải rất tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, cục diện tương phá ngũ hành còn cảnh báo mệnh chủ có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài. Vì thế mà bản mệnh cần phải tránh hết sức việc tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh.
Trong năm 2021, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cần tránh đi đến những khu vực âm u, ẩm ướt, không nên đến những quán bar như là ven sông hoặc là những nơi nhiều người hỗn tạp, quán rượu để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 theo dương lịch. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều hơn về bệnh đường ruột, nhất là những bệnh liên quan đến đại tràng. Bản mệnh có thể tìm được thời điểm để thể hiện năng lực của mình, được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Tuy nhiên thì con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo coi thường người khác. Cần phải giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm này, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tích cực. Có điều, trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào, tuổi này cần phải bình tĩnh, tỉnh táo. Thậm chí sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của gia đình. Tuổi Tân Hợi thì không nên ham đầu tư vào những mối đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng nhiều nguy hiểm. Không nên ôm suy nghĩ làm tỷ phú ngay sau một đêm, mà cần phải cố gắng hết sức mình, phát triển từng bước một, tuy chậm nhưng vững chắc. Năm nay có nhiều áp lực từ phía gia đình, khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền, nhưng chỉ cần tích cực đối mặt với công việc, cuộc sống, những áp lực đó sẽ biến thành động lực. Ngoài ra năm nay cũng thích hợp để đầu tư bất động sản. Nam mệnh, 51 tuổi, vân hán chiếu mệnh, an phận thổ thường, không nên làm tiên phong, không được bằng mất. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn. Nữ mệnh, 51 tuổi, La Hầu chiếu mệnh, chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là mắt và miệng. Những người tuổi Tân Hợi 1971 sẽ kiếm được tài sản bình thường vào năm nay. Một số người trong số họ có thể lên kế hoạch nghỉ hưu vì có khá giả hoặc là không phù hợp để làm công việc nặng. Bạn nên tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Về sức khỏe, một số bệnh có thể xuất hiện trong năm nay, vì vậy nên kiểm tra thể chất thường xuyên. Đối với tình yêu và mối quan hệ tình cảm, bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên với vợ hoặc chồng. Trong năm 2021, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nói chung sẽ ở trong tình trạng yếu kém và mọi khía cạnh đều có thể bị cản trở trong quá trình phát triển. Bạn sẽ thất vọng nhiều nhất trong sự nghiệp và có thể mất cơ hội thăng tiến. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn, bạn nên chủ động tìm kiếm sự thay đổi vì chờ đợi sự đi xuống. Nếu có thể áp dụng thì phân công ở nơi khác có thể xoay chuyển các điểm xấu của năm. Sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 vào năm Tân Sửu. Trong năm Tân Sửu này thì mệnh chủ tuổi Tân Hợi có thể sẽ kém may mắn trong sự nghiệp. Mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy ít khó khăn và cảm thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy mà cảm giác không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình. Ngay cả khi không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả khách hàng. Được sao thiên đức và phúc tinh và cặp đức tú quý nhân chiếu mệnh, nên năm nay mệnh chủ tuổi Tân Hợi 1971 nhất định có vận quý nhân, được sự giúp đỡ của người lớn tuổi hoặc cấp trên, cũng như được cấp trên khen thưởng và giao phó trọng trách quan trọng trong công việc. Nhưng mệnh chủ tuổi Tân Hợi 1971 năm nay vẫn không thoát khỏi xung phá ngũ hành với thái tuế và ảnh hưởng của các hung tinh khác trong sự nghiệp.
trong cát có hung, năm nay mệnh chủ có thể sẽ gặp phải những thị phi trong công việc rất nhiều. Sao quyển thiệt sẽ dẫn đến việc thay đổi môi trường làm việc mới cho mệnh chủ Tân Hợi 1971 vì lý do thị phi. Về học hành, rất dễ vì mải chơi, ham vui mà không có chí tiến thủ, ảnh hưởng đến thành tích học tập và thi cử. Nếu có thể phối hợp với bát tự của một người trên bàn đặt tháp văn xương để thúc giục con đường công danh sự nghiệp, nhất là đối với những vận chủ đang theo con đường quan vận. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Tân Hợi 1971 trong năm Tân Sửu 2021 này cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Thìn, dương lịch từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021, tức là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá. Không những thị phi không đậu ập tới mà cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Sự thất vọng trong sự nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của tuổi Tân Hợi năm 1971. Có thể sẽ có ít cơ hội để cải thiện doanh thu. Do đó, tốt hơn hết nên cắt giảm đầu tư, tiết kiệm tiền hoặc mua quỹ đáng tin cậy trong năm nay và đừng cố mạo hiểm. Nếu là một doanh nhân thì bạn sẽ có cơ hội mới ở những nơi khác hoặc là thị trường nước ngoài. Tốt hơn thì nên tìm kiếm sự hợp tác ở một nơi khác. Để cuộc sống được viên mãn hơn, hãy sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để có được tài lộc, may mắn, bình an. Về tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Tân Sửu 2021. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi trong năm nay thì có sao phúc đức nhập mệnh nên có lợi cho việc chiêu tài, xuất hiện không ít những cơ hội kiếm tiền. Cần chú ý đề phòng xung phá ngũ hành với thái tuế, làm lay động trên con đường kiếm tiền, dễ gặp trở ngại và cản phá, hoặc rơi vào cảnh tiền đến tiền đi. Kiến nghị bạn nên lấy sự bình ổn làm nguyên tắc chính, cần cẩn thận ghi nhớ, luôn bình tĩnh đối diện với những ảnh hưởng của sự phá tài. Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, không nên quá coi trọng. Ngoài ra, gặp sao thất xích phá quân là những hung tinh chủ quản về tài nên dễ xuất hiện việc bị trộm cắp lừa gạt. Có thể thấy, mệnh chủ Tân Hợi sinh năm 1971 nếu muốn cất giữ tiền trong năm nay là điều khó thực hiện được. Về phương diện thiên tài, năm nay cũng bình thường, không có gì đặc biệt vì là năm phá thái tuế nên cẩn thận bị người khác hiểu lầm. Ngoài ra, cần phải dựa vào linh cảm và trực giác của bản thân để có thể kiếm được chút tiền từ trong hy vọng, chứ không mong được quá nhiều. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp, hãy lưu ý bố trí trong phong thủy nhà ở và văn phòng làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đúng phong thủy. Đồng thời, sự áp dụng kích thích tài vận sự nghiệp thất tinh bắt quái trận đồ theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Về tình duyên của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Tân Sửu, năm nay sẽ có nhiều cuộc đụng độ với bạn đời. Đôi khi, vấn đề tầm thường có thể giải quyết dễ dàng, nhưng đến một mức độ rất nghiêm trọng thì mọi cặp vợ chồng đều mang ít nhiều mỗi mâu thuẫn, nhưng cuộc sống có nghĩa là mong đợi và không nên làm tổn thương nhau bằng những lời cay nghiệt. Đối với những người đã kết hôn, vì có sao phi ma và quyển thiệt nên sẽ khiến tăng thêm mâu thuẫn trong gia đình, sẽ có mâu thuẫn phát sinh với bạn đời từ những câu nói. Do vậy, cần phải tăng thêm sự nhẫn nhịn và bao dung mới có thể vượt qua sự ảnh hưởng của hai hung tinh này. Sức khỏe của tuổi Tân Hợi vào năm 2021 Tân Sửu. Tình hình sức khỏe bình thường. Bạn có thể gặp một số vấn đề về gan hoặc thận do hút thuốc hoặc uống rượu quá nhiều trong những năm trước. Việc điều trị hoặc kiểm tra y tế có thể không hiệu quả ngay lập tức vì các bệnh mãn tính đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nếu có thể tham gia các hoạt động nhóm nhiều hơn, phát triển một số sở thích để làm hài lòng về thể chất và tinh thần, sẽ không còn phải chịu đựng sự lo lắng. Người sinh năm Hợi rơi vào cục diện xung phá ngũ hành với thái tuế. Trong năm nay, sức khỏe có ảnh hưởng ít nhiều, cần chú ý đến trạng thái của mình. Đặc biệt, dễ bị bệnh nhỏ chủ quan không để ý như là đau đầu, bị sốt, cảm cúm.
Ngoài ra thì bị hai ung tinh, đó là phi ma và quyển thiệt chiếu, tác động nên hệ hô hấp bị ảnh hưởng và dễ bị nhiễm cảm. Về an toàn bản thân thì sẽ ít bị ảnh hưởng như là sức khỏe, nhưng cũng không được chủ quan, nhất là phải tuân thủ luật giao thông. Sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tân Hợi vào năm Tân Sửu thì không mấy lạc quan vì bị thái tuế tuyết thân, đặc biệt dễ bị những bệnh vặt như là sốt, cảm, đau đầu. Ngoài ra, sự tồn tại của hai hung tinh đó là phi ma và quyển thiệt nên mệnh chủ tuổi Tân Hợi 1971 dễ có vận trình bị ngược lại, tâm trạng hay thấy mệt mỏi, bệnh vặt thường xuyên hỏi thăm. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu. Nam mạng sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hán chiếu mạng đàn ông hay đàn bà gặp sao này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam thì gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về tài sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy mà người bị sao Vân Hán chiếu mệnh cần phải cẩn trọng trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bót. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng, năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về sức khỏe, tâm lý. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm thì làm trái, vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang đến tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Tân Hợi nữ mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên mà bị sao này chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói, thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng đến cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu thì còn tùy thuộc vào từng đối phương. Khi gặp hạn Diêm Vương thì đối tượng lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn, có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi mà gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời. Với mọi người, nếu không mắc phải bệnh tật hoặc được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Cuộc đời của tuổi Tân Hợi vào tuổi nhỏ có nhiều rắc rối, lớn lên sẽ thành công về mặt danh phận. Cuộc sống của bạn sẽ sung túc vào năm 37 tuổi trở lên. Cuộc sống có nhiều phúc đức, về sau con cái sẽ được hưởng lợi. Tuổi Tân Hợi có tuổi thọ trung bình từ 55 đến 62 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu ăn ở phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ, ăn ở giang ác thì sẽ bị giảm thọ. Nếu sinh vào những tháng 5, 6, 9 âm lịch thì cuộc đời có 3 lần thay đổi về tình duyên, hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 3, 4, 8 âm lịch thì cuộc đời sẽ hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Con đường công danh của bạn chỉ ở vào mức độ trung bình, phần gia đạo được êm ấm và không xảy ra những xích mích hoặc rắc rối nào. Thời kỳ trung vận trở đi thì sự nghiệp của bạn được hoàn thành, phần tiền tài luôn được đầy đủ, sung túc. Tuổi Tân Hợi, đồng tuổi Nhâm Tý và Ất Mão là những tuổi hợp làm ăn với tuổi của bạn. Nếu kết hợp tác làm ăn những tuổi trên thì bạn sẽ không sợ thất bại mà còn thu được nhiều kết quả về vấn đề tài lộc. Từ năm 20 cho đến 25 tuổi, quá nhiều buồn khổ vì cuộc đời. 21 đến 22 tuổi thì 2 năm này không được tốt nên cẩn thận việc thi cử, tình trạng có phần sút kém. 23 đến 24 tuổi là 2 năm này có phần vượng phát về tình cảm cũng như tài lộc. 25 tuổi nhiều vấn đề tốt đẹp trong cuộc sống. Từ 26 đến 30 tuổi,
26 và 27 tuổi, hai năm này phần công danh có lên cao, tài lộc trung bình. 28 và 29 tuổi, hai năm này bạn không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc. 30 tuổi, việc làm ăn, tiền bạc trung bình. Từ 31 đến 35 tuổi thì khoảng thời gian này, việc làm ăn công danh hay tài lộc có phần phát đạt rõ rệt, số tốt, bổn mạng vững, những năm này lo phát triển làm ăn thì tốt. Từ 36 cho đến 40 tuổi, khoảng thời gian này có hao tài, việc làm ăn bình thường, 37 tuổi có đại nạn, coi chừng có bệnh hoạn trong những năm này. Từ 41 đến 45 tuổi, khoảng thời gian này khá tốt, đại lợi, có thể làm giàu trong những năm này. Nếu sáng suốt sẽ gặp được nhiều may mắn, có thể phát triển về công danh cũng như sự nghiệp, năm này khá tốt đẹp. Từ 46 đến 50 tuổi thì khoảng thời gian này việc làm ăn cũng như là phần tài lộc có phần yếu kém, nên đề phòng sự giao dịch hay tiền bạc, không nên đi xa hay làm ăn lớn trong những năm này. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này nên nhẫn nhịn là tốt hơn. Đừng quá tin tưởng kẻ khác làm cho hao hụt tài lộc gia đình, nên cẩn thận trong việc đi xa hay làm ăn với người không hợp tuổi. Từ 56 cho đến 60 tuổi, năm 56 tuổi thì khá đẹp về tài lộc tình cảm, 57 tuổi con cháu có thi đỗ gia tăng quyền tước, phần cá nhân được đầy đủ. 58 và 59 tuổi thì có đau ốm, hãy đề phòng vào tháng 10 trở đi. 60 tuổi thì yên tĩnh và tình cảm tài lộc đầy đủ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.